Quý vị và các bạn thân mến, nhận thấy những chiếc thuyền máy ngày nay đang chạy tốn nhiều nhiên liệu, phát ra tiếng ồn và gây ô nhiễm môi trường. Mới đây, ông Huỳnh Thiện Liêm ngụ tại xã Trường Xuân, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp cùng với ba người bạn của mình đã chế tạo thành công chiếc thuyền chạy bằng pin năng lượng mặt trời. Và ngay bây giờ hãy cùng Linh Tính tìm hiểu về sáng chế độc đáo này nhé. Ý tưởng chế tạo thuyền chạy bằng năng lượng mặt trời xuất phát từ ông Huỳnh Thiện Liêm. Theo ông Liêm, chiếc thuyền thân thiện môi trường đã nằm trong suy nghĩ của ông trong suốt nhiều tháng. Sau đó, ông đã quyết định chia sẻ ý tưởng với ông Nguyễn Văn Dũng, ông Huỳnh Văn Trảng và ông Thái Văn Hoàng, cùng nhau bắt tay vào chế tạo qua các khâu để sớm hoàn thiện đưa vào sử dụng. Do lần đầu tiên nghiên cứu về năng lượng mặt trời nên gặp không ít khó khăn như về quá trình thu thập tài liệu, động cơ điện hay nguyên lý hoạt động của tàu thủy. Thưa anh, thì trong quá trình mình nghiên cứu để sáng tạo ra động cơ chạy bằng thuyền năng lượng mặt trời này thì mình mất thời gian bao lâu? Cái thời gian mà bắt tay vào mà chế tạo á thì nó mất thời gian hơn 2 tháng rưỡi. Còn từ khi mà có cái ý tưởng á mà đến khi mà bắt tay thực hiện thì thời gian nó lâu, tại vì cái nghiên cứu tài liệu thì nó cũng khó, cũng hơi hiếm. Rồi bước vào cái lĩnh vực này thì nó cũng hơi mới mẻ, cho nên là tìm tài liệu nó cũng thứ nhất là khó, rồi thứ hai nó liên quan đến nhiều cái lĩnh vực điện mặt trời, động cơ điện, rồi bên là kỹ thuật tàu thủy đó, cho nên cái thời gian ập ủ nghiên cứu nó cũng dài. Thuyền năng lượng mặt trời có kết cấu khá đơn giản, gồm 2 tấm pin năng lượng mặt trời, 2 bình ắc quy để nạp năng lượng, động cơ gồm 5 số tiến và 2 số lùi. Các thiết bị điện và động cơ được ông Liêm lắp đặt rất tiện lợi trong khoang thuyền. Một số đường dây dẫn điện được bao bọc bởi ống cao su nhằm đảm bảo an toàn và tạo nên thẩm mỹ cho chiếc thuyền. Thưa anh, thì từ những hiệu quả mang lại khi đưa vào hoạt động chiếc thuyền năng lượng mặt trời này rồi, thì trong thời gian tới anh dự định sẽ có cải tiến gì lại nữa hay không? Sau khi đã chạy thử nghiệm đạt một số cái yêu cầu cơ bản, thì nhóm chúng tôi cũng có đặt ra một cái mục tiêu là làm sao để cho thuyền nó chạy nó ít tiêu hao, tiêu tốn năng lượng, cái thời gian hoạt động nó dài hơn nữa, rồi tốc độ cần có cải tiến tăng lên. Thuyền có thể chở tối đa 6 người, do chạy bằng năng lượng mặt trời nên không có tiếng ồn, không gây ô nhiễm môi trường, thích hợp sử dụng cho các khu du lịch sinh thái. Theo ông Liêm, khi trời nắng, thuyền sẽ tự động chạy mà không cần đợi nạp năng lượng. Trường hợp đang chạy bị tắt nắng hoặc trời mưa, động cơ sẽ tự động sử dụng năng lượng tích trữ trong bình ắc quy và hoạt động bình thường. Trung bình, khi bình ắc quy được nạp đủ năng lượng sẽ sử dụng được 3 giờ với vận tốc tối đa là 20 km/h. Khi nhìn chiếc thuyền chạy bằng năng lượng mặt trời á, chạy rất là hiệu quả. Thứ nhất là không có tiếng ồn gây ra, thứ hai là tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ chạy rất là êm, dịu, chạy vẫn như nếu mà chạy bình thường đi tham quan du lịch ở các tour điểm du lịch thì cái hiệu quả rất là nhiều. Mới đây, tờ báo Anh IB Times cũng đã ca ngợi sáng chế độc đáo này của 4 ông nông dân Đồng Tháp, mang lại hữu ích thiết thực trong cuộc sống hàng ngày. Hiện chiếc thuyền chạy bằng pin năng lượng mặt trời của ông Liêm đã được ứng dụng tại vườn quốc gia Tràm Chim thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp để phục vụ đưa khách tham quan.